tối rồi thì khi mình về nhà đầu tiên là mình phải tẩy trang. Tẩy trang thì bên Kim Anh có hai chai tẩy trang này, hai chai tẩy trang mắt và môi cũng như là một chai là tẩy trang dành cho da mặt đó. Các bạn đừng tiếc rẻ mà ồ nói tôi lấy cái đồ tẩy da mặt, tôi tẩy môi và tẩy mắt cũng được, sai nha các bạn. Tại vì lông mi của mình á là nó cần phải có một cái lớp tẩy riêng. Ví dụ như mình sử dụng cái mascara thì mình phải có một cái lớp nước hai pha để mà mình tẩy riêng cái mắt ra, và cái vùng môi cũng vậy, mình cũng phải sử dụng riêng là cái eye lip nè. Cái này có thể sử dụng cho mắt và môi. Nhưng mà các bạn đừng có lấy cái pin gel chỉ dùng tẩy trang cái da mặt thôi. Các bạn đừng có lấy cái pin gel mà tẩy môi hoặc là mắt, nó sẽ không tốt, bởi vì sao, nó chỉ dành cho da mặt thôi. Lý do tại sao Kim Anh phải chia ra làm hai chai là như vậy, chứ nếu không Kim Anh đã để 301 rồi.